Hai các bạn hôm nay Thọ sẽ cập nhật về sân động Quy Nhơn cũng như là đường bích cũng như là mạch cỏ cho các bạn xem và các bạn biết. Như các bạn thấy đấy, đường bích thì đã xong cái việc làm cái phần lớp nhựa đen, chuẩn bị là ngày mai các bạn là sẽ là phun sơn màu đỏ lên. Các bạn có thể thấy khu vực nắp cống, các bạn cái nắp cống xanh đó người ta đã bịt hết nhựa rồi, chuẩn bị phun đấy. Còn bên các cái tường bao quay của sân các bạn, người ta cũng bịt bạc hết rồi, để mà khi phun màu lên đó, thì nó sẽ không có bị dính lên tường cũng như là nắp cống đấy. Sân vận động Quy Nhơn hiện nay thì tương đối đẹp. Sau khi cái đường bít làm xong nữa thì nó sẽ góp phần thêm cái sự tươm tất cũng như là hài hòa cho sân động Quy Nhơn. Về mạch cỏ, các bạn có thể thấy là mạch cỏ Quy Nhơn khá là ok. Tuy hôm nay thì Thọ đứng ở bên phía ngược nắng, chứ mà đứng ở bên phía thuận nắng thì sẽ xem mạch cỏ đẹp hơn. Các bạn cũng nói là mạch cỏ ở Vũng Tàu nó đẹp hơn, cái đó thì điều tất nhiên rồi bạn. Vũng Tàu thì họ dùng cỏ dôi xe, cỏ dôi xe thì nó tốt hơn cái cỏ Bermuda ở Quy Nhơn cũng như là nhiều sân khác. Hiện tại ở Việt Nam chúng ta, cỏ dôi xe là cái cỏ tốt nhất được sân Vũng Tàu và một số sân nữa như là BVF cũng như là một số sân tập của thành phố Hồ Chí Minh đang dùng. Nhưng mà thể hiện rõ nhất là ở sân Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì các bạn có thể thấy là cái cỏ này á, khi mà cỏ này nó tốt các bạn, khi mà cắt lên á, thì nó cái màu của nó rất là nét. Nhưng nói về cỏ Bermuda ở Quy Nhơn á, thì cỏ Bermuda Quy Nhơn thì rất khá ok. Bình Định vừa dùng sân Quy Nhơn làm sân đá chính cũng như là sân tập luôn. Nhưng mà để mà chăm sóc được cái mạch cỏ Bermuda như Quy Nhơn như thế này thì phải nói là các anh nhân viên chăm sóc sân cũng như là nhà thầu Sơn Việt cũng là tận lực và tận tâm với mạch cỏ Bermuda Quy Nhơn này. Cận cảnh đường bít này bạn, đây phía này thì họ dựng bạt lên để mà chuẩn bị phun sơn. Đấy, nhìn rất là phanh phiêu, rất là đẹp các bạn. Phun sơn xong thì sẽ đẹp hơn nhiều. Hiện tại thì sân Quy Nhơn sẽ được nghỉ bóng đá cho tới giữa tháng 4 thì có một trận ở cấp quốc gia. Sau đó mãi đến đầu tháng 7 thì sẽ V-League sẽ đá lại. Giờ là chỉ là việc là chăm sóc sân, sửa sân, chăm sóc cỏ thôi. Thì chắc chắn sau này thì mạch cỏ sẽ đẹp hơn rất nhiều. Để bạn, mạch cỏ của sân Quy Nhơn sáng nay cũng như là toàn bộ đường bít của sân Quy Nhơn chuẩn bị sẽ được trải lớp màu lên. Mạch cỏ Thọ đứng bên khán đài A buổi sáng, tức là hướng ngược nắng để mà quay cho các bạn xem, khá là đẹp. Hiện tại thì sau khi các cầu thủ đá vòng 4 xong sẽ được nghỉ ngơi. Ai lên tập trung đội tuyển thì tập trung đội tuyển, ai còn lại thì sẽ được xả trại trong khoảng vài ngày.
và sau đó sẽ tập trung trở lại. Trong thời gian này thì mạch cỏ sẽ được phục hồi một cách tốt nhất, đẹp nhất. Hôm nay là mạch cỏ 3 ngày không tập trên này rồi các bạn. Đấy, cho nên các bạn có thể thấy là mạch cỏ sân Quy Nhơn khá là ok, khá là đẹp. Vài ngày nữa sau khi mà đường bít trải được trải cái lớp màu đỏ lên thì sân Quy Nhơn sẽ đẹp hơn. Thì lúc đó Thọ sẽ cập nhật quay cho mọi người xem.